Thưa quý vị, thưa các bạn, để bắt nhịp công cuộc chuyển đổi số hiệu quả và chất lượng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 749 QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020 về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cùng với đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến, chú trọng thị trường tiêu thụ nội địa, chuyển đổi số được xem là đòn bẩy hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản của cả nước nói chung và khu vực miền núi phía Bắc nói riêng. Thực tiễn cho thấy những thành công trong công tác xúc tiến thương mại các mặt hàng nông sản tại các tỉnh miền núi phía Bắc thời gian gần đây có nhiều đóng góp từ việc triển khai xây dựng các hệ thống giải pháp phát triển khoa học công nghệ, tận dụng thành tựu của nền công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, như hệ thống minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc điện tử nông sản cho các cơ sở và các dòng sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn các tỉnh, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn vệ sinh thực phẩm. Một trong những mục tiêu về của hoạt động xúc tiến thương mại trong cái thời gian vừa qua là chính là để hỗ trợ cho các địa phương trong việc tiêu thụ các cái sản phẩm trực tiếp đến cái việc hoạt động mà tiêu thụ các cái sản phẩm qua các cái kênh nền tảng số. Và đấy là một trong những cái tôi cho rằng là nó bám sát với hoạt động xúc tiến thương mại trên cái nền tảng số. Tại tỉnh Hòa Bình, hiện tỉnh này đang tập trung triển khai đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đề án này tập trung vào việc đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân về đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản, từ đó phát triển đa dạng các hình thức quảng bá, chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị hàng nông sản. Công tác xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu các sản phẩm nông sản tại tỉnh Hòa Bình đã có sự đổi mới khi kết hợp phương thức truyền thống và hiện đại thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thương mại điện tử. Trong đó phải kể đến các sản phẩm nông sản chủ lực của Hòa Bình đã được đưa lên sàn thương mại điện tử như bưởi đỏ, thanh long Tân Lạc, bưởi diễn, mía tím Yên Thủy và cam Cao Phong. Nhờ đó, các sản phẩm đã từng bước có chỗ đứng vững vàng trên thị trường nội địa. Những năm gần đây và kể cả năm 2023, thực hiện cái chủ trương kết nối tiêu thụ một số sản phẩm cũng như là xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước, thì qua các hội chợ tổ chức của tỉnh cũng như là của các tỉnh khác, thì huyện Yên Thủy cũng là một cái huyện là có những cái sản phẩm chủ lực. Trong thời gian gần đây, hoạt động đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương thông qua các nền tảng số đã được tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng. Đẩy mạnh thực hiện đã giúp các doanh nghiệp, các hợp tác xã quảng bá, xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, đặc biệt là mở ra một phương thức bán hàng hiện đại và bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hiểu và tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Khi triển khai thực hiện cái chương trình mỗi xã một sản phẩm thì chúng tôi cũng đã có xây dựng kế hoạch và chỉ đạo trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp, các chủ thể và cũng định hướng cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã và các hộ gia đình cá nhân những sản phẩm mà có khả năng xây dựng để trở thành các cái sản phẩm OCOP. Những năm qua, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thông qua các chương trình dự án chính sách của Trung ương, tỉnh Lai Châu đã định hướng hỗ trợ các địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương. Nhờ đó đến nay, tỉnh Lai Châu đã có 158 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao trở lên. Các sản phẩm OCOP đều mang đặc trưng và phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương như thịt trâu sấy, đông trùng hạ thảo, mật ong, mắc ca, miến rong Bình Lư được đông đảo người dân tiêu dùng trong và ngoài tỉnh lựa chọn. Miến rong được mở rộng ra để khách lưu và chủ yếu là trong nước người ta quan tâm rất là nhiều, và vừa rồi cũng được đánh giá là một sản phẩm OCOP 3 sao. Trong thời gian tới, việc chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông sản của cả nước nói chung và khu vực miền núi phía Bắc nói riêng vẫn rất cần được quan tâm và triển khai mạnh mẽ hơn nữa. Bởi giải pháp này có vai trò rất quan trọng trong kết nối hợp tác, tiếp cận đối tượng khách hàng đa dạng, phong phú,
góp phần đưa nhiều hơn sản phẩm nông sản tới các thị trường tiềm năng trong nước, đem lại giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người lao động.